Xin chào tất cả các em, cảm ơn các em đã đăng ký vào cái chương trình giải bài tập sinh học chính cùng với cô. Như vậy là đối với cái chương trình này thì cô sẽ giải hết tất cả các cái bài tập mà tự giải có trong sách bài tập sinh học chính của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Như vậy là cái quyển bài tập này nó sẽ đồng hành với các em trong suốt quá trình chúng ta học với chương trình sinh học chính. Như vậy muốn học tốt cái điều này thì chúng ta cũng nhớ đăng ký vào kênh của thầy cô để học các tiết học lý thuyết. Bởi vì chúng ta có nắm vững lý thuyết thì chúng ta làm bài tập mới tốt được. Đặc biệt là cái chương trình sinh học chính á, thì ở trên trường các cái tiết giải bài tập thì hình như cả học kỳ 1 chỉ có một tiết giải bài tập ở trên trường. Nhưng mà trong các đề kiểm tra, đề thi thì lượng bài tập chiếm tỷ lệ rất là nhiều. Và cái nếu mà các em vững được cái phần bài tập sinh học chính này á, thì lên chương trình cấp 3 chúng ta học cũng khỏe hơn nè. Những bạn mà có định cái dự định ôn thi khối B thì cái việc học tập của chúng ta cũng đơn giản hơn được chứ nào. Như vậy thì ở trong cái quyển sách bài tập này nó có cái bài tập họ đã giải cụ thể cho chúng ta rồi thì các em tham khảo thêm. Cái phần thứ hai đó là có cái bài tập tự giải là họ chỉ cho biết đáp án thôi. Như vậy là cô sẽ làm cụ thể giải thích rõ ràng vì sao lại có kết quả như thế để cho các bạn theo dõi được kỹ càng được cho nào. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành sang cái phần đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô cái phần đầu tiên đó là di truyền và biến dị. Ở cái chương đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thí nghiệm của Mendel. Như vậy ở trường theo cái chương trình học của sách giáo khoa thì chúng ta đã học về lai một cặp tính trạng, rồi lai hai cặp tính trạng, rồi kết quả của phép lai phân tích. Thì trong cái phần bài tập này chúng ta sẽ làm các cái dạng bài tập về các thí nghiệm lai của Mendel. Rồi như vậy chúng ta sẽ tiến hành giải cái phần B là bài tập tự trả lời. Đối với phần bài tập thì chúng ta thấy có hai phần là phần 1 là bài tập và phần 2 là cái câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn tự tham khảo thêm nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập tự luận, chúng ta tiến hành làm cái bài tập đầu tiên. Trước khi làm cái bài tập đầu tiên á thì cô cũng nhắc các bạn các cái bước để chúng ta tiến hành giải đối với những cái bài tập like như sau. Thì đối với tất cả các cái bài tập like thì chúng ta đều tiến hành cho cô theo ba cái bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta phải xác định được cái tính trạng trội và tính trạng lặng. Như vậy muốn xác định được tính trạng nào là tính trạng trội, tính nào là tính trạng lặng thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái kết quả mà đề bài đã cho. Ví dụ như chúng ta sẽ căn cứ vào kiểu hình này, kiểu gen của B, cặp bố mẹ xuất phát để chúng ta xác định. Thứ hai là chúng ta có thể, đây là bài toán thuận. Đối với bài toán nghịch đó là chúng ta không biết được kiểu gen, kiểu hình của B nhưng chúng ta lại biết được tỷ lệ kiểu hình ở F1. Như vậy từ tỷ lệ kiểu hình ở F1 chúng ta cũng có thể suy ra. Ví dụ như F1 là 100% đồng tính thì cái tính trạng biểu hiện ngay ở F1 đó là tính trạng trội. Hoặc là ở đời con F1 hoặc F2 có tỷ lệ là 3:1 thì 3 ở đây chính là 3 trội và 1 ở đây chính là 1 lặng. Còn tỷ lệ 1:1 thì đây là kết quả của phép lai phân tích. Tỷ lệ 1:2:1 thì đây là kết quả của phép lai gì trội không hoàn toàn. Sau khi mà xác định được tính trạng trội, tính trạng lặng rồi thì chúng ta tiến hành cái bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ quy ước gen. Tuy nhiên bước này chúng ta có thể bỏ qua nếu như đề bài họ quy ước sẵn cho chúng ta rồi. Và cuối cùng bước thứ ba đó là chúng ta sẽ viết ra cái sơ đồ lai. Như vậy bây giờ chúng ta tiến hành vào làm các bài tập này nè. Rồi như vậy chúng ta xem thử bài tập số 1 chúng ta viết được gì rồi này. Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm. Ở phép lai thứ nhất, phép lai A, B là lai giữa cái mắt nâu với đực mắt đỏ thẫm thì thu được F1 là 100% mắt đỏ thẫm. Câu B là chúng ta cho lai giữa cái mắt đỏ thẫm với đực mắt nâu thì chúng ta thu được F1 là 100% mắt đỏ thẫm. Bây giờ yêu cầu đầu tiên chúng ta làm gì, đó là xác định kiểu gen của B của hai cặp lai trên. Thứ hai đó là cho F1 của phép lai A tiếp tục giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào, cho biết màu mắt do một gen quy định. Như vậy đây chúng ta biết điều gì, màu mắt do một gen quy định thì nó đây là phép lai một cặp tính trạng như thế nào. Rồi bây giờ họ cho chúng ta hai phép lai nhưng mà chúng ta lại biết được cái kiểu hình, tỷ lệ kiểu hình ở F1, đây là bài toán nghịch nha, có đời con để suy ra bố mẹ như thế nào. Như vậy bây giờ công bố đầu tiên đó là chúng ta xác định kiểu gen của B của hai cặp lai trên thì chúng ta thấy là F1
của cả phép lai thứ nhất và phép lai thứ hai đều cho ra kiểu hình là đồng tính 100% là mắt đỏ, đỏ thẫm. Mặc dù ở đây chúng ta thấy có sự xáo trộn, ở phép lai thứ nhất là cho lai giữa con cái có kiểu hình là mắt nâu với con đực là mắt đỏ thẫm. Ở phép lai thứ hai chúng ta đổi ngược lại là con cái có mắt đỏ thẫm, con đực có mắt nâu. Thì cả hai phép lai này đều ra 100% mắt đỏ thẫm. Như vậy chúng ta có thể khẳng định được rằng thứ nhất là mắt đỏ thẫm là tình trạng tràn trội vì nó xuất hiện ngay ở F1. Thứ hai, chúng ta có thể khẳng định là phép này nó không liên quan tới di truyền liên kết giới tính. Có nghĩa là cái gen này quy định tình trạng này nó nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho nên như giờ chúng ta có đổi cái tình trạng này ở cá thể cái và cá thể đực ở thế hệ thứ B xuất phát thì kết quả vẫn đều ra là theo bên tính tràn trội, đó là mắt đỏ, đỏ thẫm như thế nào. Như vậy ở phần này chúng ta căn cứ vào tỷ lệ kiểu hình ở F1, chúng ta sẽ suy ra được mắt đỏ thẫm là tính trạng tràn trội. Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ quy ước gen. Có quy ước gen rồi thì chúng ta viết ra cái sơ đồ lai là coi như chúng ta xác định được kiểu gen và kiểu hình của B, được chưa nào. Bây giờ chúng ta tiến hành là như sau. Như vậy đối với cái bài tập sinh thì chúng ta lưu ý cho cô một điều như sau, đó là nó không giống với bài tập toán hay bài tập hóa, đó là chúng ta phải ghi rõ ràng công thức rồi chúng ta suy ra. Và đối với bài tập sinh thì chúng ta phải có những sự biện luận, có nghĩa là chúng ta dùng lời nói để giải thích để cho cái người đọc, người chấm bài, người ta hiểu là cái chúng ta đã đi đúng theo cái hướng ban đầu như vậy, đúng chưa. Như vậy đây chúng ta biện luận như thế nào đây, chúng ta nói là theo đề bài ta có như vậy. Ở đây ta có điều gì? Ta có F1 của phép lai A và phép lai B đều cho kiểu hình là 100% đỏ thẫm, mắt đỏ thẫm như nào. Như vậy chúng ta có thể suy ra mắt đỏ thẫm là tính tràn trội. Như vậy khi mắt đỏ thẫm là tính trạng rội thì đồng nghĩa với nó mắt nâu là tính trạng lặng. Rồi như vậy sau khi mà chúng ta xác định được thì tính trạng nào là tính trạng rội, tính trạng nào là tính trạng lặng thì chúng ta tiến hành cái bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ quy ước gen. Bởi vì cái bài này nó cũng chưa có quy ước, như vậy thì chúng ta sẽ quy ước chữ cái in hoa là quy định cho cái tính trạng rội. Đó là quy định mắt đỏ thẫm. Rồi, chữ cái in thường A nhỏ là quy định cho tính trạng lặng, đó là mắt nâu. Nào. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành viết cái sơ đồ lai thôi. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta xác định kiểu gen của B của hai cặp lai trên. Tuy nhiên khi mà các bạn viết sơ đồ lai ra thì coi như chúng ta đã thể hiện rất là rõ ràng cái kiểu gen, kiểu hình của B của F1 và tỷ lệ nó ra. Chúng ta không cần phải giải thích gì thêm, chứ không nên là chỉ viết cái kiểu gen ra không thì có thể là người ta chưa hiểu lắm chứ nào. Mà chúng ta nên viết cái sơ đồ lai ra. Như vậy bây giờ cô sẽ tiến hành viết cái phép lai đầu tiên, phép lai A nha. Cái thì chúng ta viết ký hiệu rồi đúng chứ nào. Rồi, phép lai A, cái thì ký hiệu là chữ O, có dấu cộng ở phía dưới. Cái ở đây là mắt nâu. Rồi, lai với con đực có ký hiệu là chữ O và dấu mũi tên, nghiêng hơi nghiêng sang một bên, là mắt đỏ thẫm. À, như vậy chúng ta thấy là cái kiểu gen của mắt, bởi vì nó ra 100% là mắt đỏ thẫm, cho nên là chứng tỏ là bố mẹ phải đồng hợp, cặp bố mẹ xuất phát là B phải đồng hợp thì anh mắt nâu này là tính trạng lặng thì chỉ có kiểu gen là A nhỏ, anh mắt đỏ này tính trạng trội thì có kiểu gen là A lớn. Chúng ta nên viết kiểu hình ở trên, kiểu gen ở dưới để khi viết giao tử thì nó dễ dàng hơn. Anh này cho ra một loài giao tử A nhỏ đúng không? Anh này cho ra một loại giao tử A lớn, như vậy chúng ta thu được F1
chữ cái in hoa thì chúng ta viết trước, chữ cái in thường chúng ta viết sau. Có A lớn cho nên anh này sẽ là 100% mắt đỏ, đỏ thẫm. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành viết cái phép line thứ hai, phép line B. Như vậy ở phép line B này thì chúng ta thấy là cái mắt đỏ thẫm line với đực mắt nâu. Rồi, cái mắt đỏ thẫm thì chúng ta đổi lại ký hiệu đây. Cái mắt đỏ thẫm. Line với đực mắt nâu. Rồi, chúng ta viết ra giáo, giáo tử, cặp bố mẹ xuất phát. À, xin lỗi, chúng ta viết kiểu gen trước chứ. A lớn, anh này A nhỏ, chúng ta viết giao tử của B. Một A lớn, một A nhỏ, chúng ta viết ra F. F1 thì anh này A lớn, A nhỏ, cũng 100% là mắt đỏ, đỏ thẫm bởi vì nó có chứa A, A lớn. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành làm cái câu tiếp theo. Như vậy ở đây chúng ta đã xác định được kiểu gen của cặp bố mẹ rồi này, đúng chưa nào? Theo yêu cầu của đề bài mà chúng ta cũng thấy rõ hết cái tỷ lệ con ra, kiểu hình của con theo đúng như đề bài đã cho thì không cần phải giải thích gì thêm. Rồi, tiếp theo bây giờ câu V nè, câu 2 nè. Như vậy ở câu 2 thì người ta yêu cầu chúng ta là gì đây? Cho F1 của phép line A tiếp tục giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào? Cho biết màu mắt do một gen quy định. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại đây. Như vậy cho F1 của phép line A, đây F1 của phép line A thì cũng giống như F1 của phép line B, có kiểu gen giống nhau đúng chưa nào? Và cho F1 này nó tự giao phóng với nhau thì đây chúng ta thấy là bây giờ chúng ta có F1 giao phối với F1 A lớn A nhỏ giao phối với A lớn A nhỏ thì bây giờ chúng ta viết ra giao tử của F1. Anh này dị hợp một cặp gen thì số lượng giao tử tạo ra sẽ là 2 mũ 1, 2 mũ 1 bằng 2, có nghĩa là hai loại giao tử đó là A lớn và A nhỏ. Anh này cũng tương tự cho ra hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ. Như vậy chúng ta phải viết F2. Anh này kết hợp với anh này chúng ta có một a lớn như thế nào? A lớn này kết hợp có thể gặp a nhỏ này, chúng ta có một a lớn a nhỏ. Rồi đến được a nhỏ này có thể gặp với a lớn, như vậy chỗ đây chúng ta có hai a lớn a nhỏ. A nhỏ này gặp có thể gặp a nhỏ này, chúng ta có một a nhỏ a nhỏ. Như vậy ba anh này thì chúng ta có ba gì? Mắt đỏ, đỏ thẫm. Còn chúng ta có một mắt gì? Mặt nâu, đúng chưa nào? Như vậy là đây chúng ta ra cả kiểu gen và kiểu hình của F2. Như vậy là chúng ta đã tiến hành làm xong cái bài tập thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang làm bài tập thứ hai nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành làm cho cô cái bài tập thứ hai. Chúng ta đọc cái đề bài tập này nha. Theo dõi sự di truyền màu sắc ở thân cây cà chua thì người ta thu được những kết quả như sau. Ở phép line thứ nhất là lai giữa cây thân đỏ với cây thân đỏ thì F1 thu được đều là thân đỏ. Ở phép lai thứ hai cho lai giữa cây thân xanh với cây thân xanh thì F1 thu được đều là cây thân xanh. Ở phép lai thứ ba cho lai giữa cây thân đỏ với cây thân xanh thì F1 thu được 50% là thân đỏ, 50% là thân xanh. Như vậy có xác định được kiểu gen của B trong các phép lai trên hay không? Bằng cách nào có thể xác định được kiểu gen của B? Sau đó chúng ta sẽ viết sơ đồ lai của từng trường hợp, cho biết màu sắc thân là do một gen quy định. Như vậy ở đây cũng là một cái bài toán nghịch, có nghĩa là biết được tỷ lệ ở đời con. Bây giờ chúng ta suy ra kiểu gen và kiểu hình ở đời bố mẹ. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải căn cứ vào cái tỷ lệ ở đời con này. Bây giờ chúng ta thấy này, như vậy ở phép lai thứ nhất, thân đỏ lai với thân đỏ ra F1 tất cả đều là thân đỏ, đúng chưa nào? Ở phép lai thứ hai, như vậy chứng tỏ là cái anh thân đỏ này phải ở trạng thái đồng hợp này thì ra anh này mới là thân đỏ 100%. Ở phép lai thứ hai cho lai giữa thân xanh với thân xanh thì F1 đều là thân xanh. Như vậy chứng tỏ anh này cũng là đồng hợp.
Ở phíp la thứ 3 chúng ta thấy color giữa thân đỏ với thân xanh thì chúng ta thấy F1 50% thân đỏ, 50% thân xanh. Như vậy tỷ lệ này đó là tỷ lệ gì đây? Tỷ lệ 1:1. Mà dưới lúc đầu của nó tỷ lệ 1:1 thì đó là kết quả của phép Lai phân tích. Như vậy kết quả của phép Lai phân tích mà ra 1:1 thì một trong hai anh thân xanh và thân đỏ này sẽ là đồng hợp lặng. Và anh còn lại sẽ cho ra hai loại giao tử nó ở trạng thái dị hợp. Nhưng chúng ta không có thêm một cái dữ liệu nào khác hết. Như vậy đây chúng ta phải dùng một cái phương pháp mới nữa, đó là chúng ta sẽ giả sử. Như vậy chúng ta sẽ giả sử thân đỏ là tình trạng trội. Sau đó chúng ta sẽ giả sử thân xanh là tình trạng trạng trội. Như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu biện luận nha. Như vậy đây chúng ta thấy là ở phép Lai 3 ta có điều gì đây? F1 thu được 50% là thân đỏ, 50% là thân xanh. Cô viết tắt như vậy cho nhanh nha. Thì nó tương ứng với tỷ lệ là 1:1. Như vậy 1:1 đây là kết quả của phép Lai phân tích. Đây là kết quả của phép Lai phân tích. Đúng không? Như vậy chứng tỏ là thân xanh hoặc thân đỏ thì một bên đó là đồng hợp lặng và một bên là dị hợp. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng cái phương pháp giả sử. Giả sử thân đỏ là tình trạng lặng. Như vậy thân xanh sẽ là tình trạng tràn trội. Như vậy sau khi mà chúng ta giả sử điều này thì chúng ta sẽ quy ước gen ở cái bước tiếp theo. Chúng ta phải quy ước thì chúng ta sẽ quy ước là A lớn thì sẽ là quy định là thân xanh, còn A nhỏ thì sẽ quy định là thân đỏ. Vì ở trên cô giả sử đây đỏ là tính tràn lặng thì chữ cái quy định nó là chữ cái yếm thường, đúng chứ nào? Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cái sơ đồ line của ba cái phép line này ra nha. Như vậy là ở phép line 1 chúng ta có B1 ở đây, chúng ta có thân đỏ line với thân đỏ, ra tất cả đều là thân đỏ thì như lúc nãy cô nói anh này phải ở trạng thái đồng hợp này, anh này phải ở trạng thái đồng hợp, đúng chưa nào? Chúng ta viết ra giao tử của B1 có một a nhỏ, sau đó chúng ta sẽ viết ra F1 a nhỏ thì tất cả đều là 100% là thân đỏ. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành xem cái phép la thứ hai. Cô đẩy lên nha. Ở phép line thứ hai là chúng ta có B2 là line giữa thân xanh line với thân xanh thì chúng ta có là ở đây chúng ta có F1 thì chúng ta có ở đây 100% đều là thân xanh. Như vậy đây chúng ta lưu ý cho cô này, khác với thân đỏ nó là tính tràn lặng thì nó chỉ có một kiểu gen này thôi, nhưng mà thân xanh thì nó sẽ có tới hai kiểu gen, đó là A lớn và một trường hợp nữa đó là A lớn A nhỏ, đúng chưa nào? Như vậy F1 100% ra cái anh này thì chứng tỏ là nếu như nó là A lớn thì trường hợp thứ nhất thân xanh này sẽ có kiểu gen là một A lớn nhận từ bố và một A lớn nhận từ mẹ. Chúng ta có G của B2 giao tử của ba anh này A lớn, đúng chưa nào? Đó là trường hợp thứ nhất. Rồi cô viết ở đây là để cho các bạn hiểu này. Rồi nó lại có trường hợp thứ hai, B2 này thân xanh này lai với thân xanh thì ra F1 đó là A lớn A nhỏ này là thân xanh thì nó sẽ nhận một A lớn từ bố và một A nhỏ từ mẹ. Nhưng mà bố có thân xanh thì chắc chắn anh này A lớn, anh này A lớn.
Như vậy ở đây đời con sẽ thu được là một a lớn a. A lớn chúng ta có giao tử của B2 này thì anh này a lớn. Anh này hai loại giao tử a lớn và a nhỏ. Thì chúng ta có một a lớn và một a lớn a nhỏ thì tất cả đều là thần thần xanh. Như vậy ở đây chúng ta thấy lưu ý là cái phép lai thứ hai nó sẽ có hai trường hợp đúng không? Đó là a lớn lai với a lớn đúng chưa? Cái đề trong ngoặc này là để cho các bạn hiểu lúc nãy cô phân tích đó nha. Rồi phép lai thứ hai cũng có thể là a lớn lai với a lớn a nhỏ. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao ngay chỗ đây không phải là a lớn a nhỏ? Thì thưa các bạn rằng không có trường hợp đó. Tại vì nếu anh này a lớn a nhỏ thì một a nhỏ bên này kết hợp với một a nhỏ bên này thì chắc chắn ở đời con sẽ xuất hiện cái tình trạng đó là thân màu đỏ. Nhưng mà ở đây phép lai thứ hai tất cả đều là thân xanh cho nên nó chỉ có hai trường hợp này thôi. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xác định ở cái phép lai thứ ba nha. Phép lai thứ ba là chúng ta cho lai giữa B3 là thân đỏ lai với thân xanh thì chúng ta thu được cái đời con, chúng ta viết đời con ra trước để chúng ta dễ hình dung này. F1 này chúng ta có một là 50-50 là tỷ lệ 1-1 đó, một thân đỏ và một thân gì à, thân xanh như nào. Thì như lúc nãy cô nói thì anh thân đỏ này đó là tính trạng lặng thì đương nhiên cái kiểu hình của bố chỉ có như thế này là cho ra giao tử là a nhỏ. Còn anh này thân xanh nhưng mà nếu nó là đồng hợp thì F1 là 100% rồi, nhưng ở đây có tỷ lệ 1-1 thì anh này chỉ là dị hợp, như vậy anh này chỉ là có kiểu gen là a lớn a nhỏ, như vậy cho ra hai loại giao tử là a lớn và a nhỏ. Như vậy một thân đỏ ở đây chính là một a nhỏ a nhỏ, một thân xanh ở đây chính là một a lớn a nhỏ, đúng như nào. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định rằng, chúng ta xem lại cái đề bài này. Như vậy chúng ta nói là có xác định được kiểu gen của B trong các phép lai trên bằng cách là như cô vừa giúp cho các bạn đó, chúng ta sẽ biện luận giả sử, sau đó là chúng ta sẽ viết ra. Như vậy ở trường hợp này chúng ta mới có giả sử đó là thân đỏ là tính trạng trạng lặng, thân xanh là tính trạng trạng trội. Thì bây giờ chúng ta sẽ giả sử ngược lại, đó là giả sử thân xanh là tính trạng trạng trội còn thân đỏ là tính trạng lặng, thì các bạn cũng viết y như thế này thôi, đúng chứ nào. Cô viết nhanh cho các em nha. Rồi bây giờ chúng ta viết nhanh nha. Như vậy là ở phép lai số 1 chúng ta có B1. Chúng ta ghi kèm một cái câu trước tiên, đó là giả sử. Vì ở nãy ở trên chúng ta giả sử thân đỏ là tính trạng gì? Tính trạng lặng, cho nên bây giờ chúng ta giả sử ngược lại là thân đỏ là tính trạng trội. Cô làm nhanh luôn nha. Thì sẽ a lớn quy định và thân xanh là tính trạng lặng thì nó sẽ do a nhỏ quy định. Chúng ta quy ước luôn, vì ở cái bước đầu tiên chúng ta đã làm cụ thể rõ ràng nên ở bước thứ hai chúng ta có thể làm vắn tắt hơn. Như vậy ở phép lai thứ nhất là cho lai giữa thân đỏ lai với thân đỏ thì anh này chắc chắn sẽ có hai trường hợp đúng không. Trường hợp thứ nhất là a lớn lai với a lớn a lớn thì chúng ta có giao tử anh này một a lớn, anh này một a lớn thì chúng ta có f1 chỉ là a lớn là 100% là thân đỏ, đúng chưa. Chúng ta có trường hợp thứ hai đó là thân đỏ lai với thân đỏ thì anh này là a lớn còn anh này là a lớn a nhỏ thì chúng ta có giao tử của b2, anh này một loại giao tử, anh này hai loại thì ra f1 là một a lớn một a nhỏ, nhưng cả hai anh này đều là 100% là thân đỏ vì nó có chứa a lớn, đúng chứ nào. Rồi ở phép lai thứ hai đó là cho lai giữa gì thân xanh với thân xanh thì anh này là chỉ có một thôi, đó là a nhỏ chúng ta viết giao tử một a nhỏ chúng ta viết f một a nhỏ cái này 100% là xanh. Rồi chúng ta tiến hành viết cái phép lai thứ ba đó là b ba lai giữa thân đỏ với thân xanh, thân đỏ này sẽ có kiểu gen ở dị hợp, anh này là đồng hợp lặng bởi vì ra cái kết quả của nó là
phân tính á, anh chứ là anh này sẽ phải cho ra hai loại giao tử, anh này một loại thì F1 lúc này nó mới có được một A lớn A nhỏ, một A nhỏ A nhỏ, thì một này chính là một, một đỏ và một này chính là một, một xanh. Như vậy là chúng ta đã viết xong, chúng ta đã xác định xong kiểu gen, kiểu hình ở đời B của các cái trường hợp, rồi chúng ta cũng viết cái sơ đồ Lie ra rồi, đúng chứ nào. Như vậy thì chúng ta cũng có thể khẳng định lại rằng đối với cái phép Lie giữa thân đỏ với thân đỏ thì có thể có ba cái phép Lie, đó là A lớn Lie với A lớn A lớn, là thứ hai là A lớn Lie với A lớn A A nhỏ, hoặc là nếu nó là tính trạng trội thì nó sẽ là A nhỏ Lie với A nhỏ A A nhỏ, đúng chưa nào. Rồi ở phép Lie thứ hai thì nó sẽ là A lớn Lie với A lớn, hoặc là A lớn Lie với A lớn A nhỏ, hoặc là nếu nó là tính trạng nặng thì A nhỏ Lie với A nhỏ A A nhỏ. Còn phép Lie cuối cùng thì đương nhiên là một dị hợp và một đồng hợp lặng, được chưa nào. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm cái bài tập thứ ba. Như vậy người ta đã tiến hành một số phép Lie và thu được những kết quả như sau. Phép Lie thứ nhất là gà lông đen Lie với gà lông đốm thì thu được F1 là 50,1% lông đen, 49,9% là lông đốm. Ở phép Lie thứ hai là gà lông trắng Lie với gà lông đốm thì thu được F1 là 49,8% là gà lông trắng, 50,2% là gà lông đốm. Bây giờ chúng ta phải biện luận và viết sơ đồ Lie từng trường hợp nói trên, cho biết màu lông do một gen quy định và lông trắng là do gen lặng quy định. Như vậy thì đây cũng là một dạng bài toán nghịch, bởi vì chúng ta biết tỷ lệ ở F1 đời con. Bây giờ chúng ta phải suy ra cái kiểu gen của đời bố mẹ. Nhưng trong trường hợp này người ta cho chúng ta biết thứ nhất đó là màu lông là do một gen quy định. Và ở đây chúng ta cũng biết chắc chắn một điều, lông trắng là do gen lặng quy định. Mà ở đây chúng ta thấy xuất hiện có thêm hai màu lông nữa, đó là lông đen và lông đốm, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái trường hợp đó là trội không hoàn toàn, bởi vì nó xuất hiện cái tính trạng trung gian giữa hai cái màu lông khác nhau. Như vậy ở cùng một cái gen quy định, một gen quy định mà lại cho đến ba cái màu lông khác nhau, đó là gà lông đen, gà lông trắng và gà lông đốm, đúng chưa nào. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xác định nha. Bây giờ chúng ta căn cứ vào cái gà lông trắng này trước. Như vậy gà lông trắng này là tính trạng lặng. Như vậy kiểu gen của nó là đồng hợp lặng thì nó mới được biểu hiện. Đồng hợp lặng mà Lie với gà lông đốm nó ra được F1 có tỷ lệ là 1:1, thì chứng tỏ anh gà lông đốm này phải là gì? Dị hợp. Dị hợp thì mới ra được cái tỷ lệ là 1:1, đúng chứ nào. Như vậy thì chúng ta cũng xác định được ngay gà lông đốm có kiểu gen là dị hợp, đúng chứ nào. Bây giờ chúng ta thấy là gà lông đốm thì có kiểu gen là dị hợp, mà bây giờ chúng ta đi Lie với gà lông đen thì chúng ta ra được F1 là cũng tỷ lệ là 1:1, thì chứng tỏ anh này phải là ở trạng thái đồng hợp, đúng chứ nào. Nhưng mà gà lông trắng đã là tính trạng lặng rồi, mà anh này lông đen ở trạng thái đồng hợp nữa, mà chúng ta xác định được lông gà lông đốm đó là dị hợp, thì chắc chắn anh này chỉ là tính trạng trội, chỉ là A lớn luôn chứ nào. Bây giờ chúng ta tiến hành biện luận nha. Theo đề bài ta có điều gì đây? Gà lông trắng là tính trạng lặng. Như vậy chúng ta quy ước luôn. Quy ước A nhỏ sẽ quy định là gà lông trắng. Ta lại có F1 của phép Lie thứ hai thu được 49,8% là gà lông trắng, 50,2% là gà lông đốm, thì tương ứng với tỷ lệ đó là tỷ lệ gì? 1:1. Như vậy tỷ lệ 1:1 là kết quả của phép Lie phân tích. Hay chúng ta có thể hiểu của nó một cách dễ hiểu thế này. 1:1 có nghĩa là hai hợp tử, mà hai hợp tử thì sẽ được tạo thành bởi 2 nhân với 1, đúng chưa nào.
Hai, đây là hai giáo, giao tử nhân với một giao tử, mà gà lông trắng thì chắc chắn chỉ cho ra một loại giao tử thôi. Như vậy chứng tỏ gà lông đốm phải cho ra hai loại giáo, giao tử, mà hai loại giao tử thì chứng tỏ nó phải dị. Giờ, như vậy chúng ta suy ra, nó đây là kết quả của phép lai phân, phân tích. Kết quả của phép lai phân tích. Suy ra tiếp điều gì này? Đó là gà lông đốm cho hai loại giao giao tử, như vậy nó sẽ có kiểu gen là a lớn a nhỏ, đúng chưa nào? Như vậy có kiểu gen a lớn a nhỏ rồi thì bây giờ chúng ta viết cái phép lai thứ hai ra trước nha. Ở phép lai thứ hai, b cho lai giữa gà lông trắng lai với gà lông đốm. Gà lông trắng có kiểu gen a nhỏ, lông đốm a lớn a nhỏ. Giao tử, anh này một loại giao tử, anh này hai loại a lớn và a nhỏ. Như vậy ở đây chúng ta có F1, chúng ta có gì đây? Một a lớn a nhỏ và một a nhỏ a nhỏ. Thì anh này sẽ có là một lông gì đây? Đốm. Và anh này là một lông trắng. Rồi, chúng ta đã biện luận và viết được cái sơ đồ lai của phép lai thứ nhất. Bây giờ chúng ta tiến hành viết cái phép lai thứ hai nha. Rồi, ở phép lai 1 ta có điều gì đây? F1 thu được là 50% là lông đen này, 49,9% là lông đốm này, thì nó tương đương với tỷ lệ là 1:1, như thế nào? Mà gà lông đốm có kiểu gen, lúc nãy chúng ta tìm ra a lớn a nhỏ thì cho ra gì? Hai loại giao tử, đúng chưa nào? Suy ra gà lông đen thì cho một loại giao tử. Để một loại giao tử này kết hợp với hai loại giao tử này thì cho mới cho ra được hai loại hợp tử, như vậy nó sẽ có kiểu gen là đồng hợp rồi. Bây giờ chúng ta viết ra nha. B cho lai giữa gà lông đen lai với gà lông đốm, thì anh đốm này có kiểu gen a lớn a nhỏ, anh này có kiểu gen a lớn, chúng ta viết giao tử anh này ra giao tử. Rồi chúng ta được F1 một a lớn một a lớn a nhỏ. Ở đây chúng ta có một gà lông đen và một gà lông đốm. Rồi như vậy là chúng ta đã biện luận và viết xong cái sơ đồ lai của cả hai cái phép lai thứ nhất và phép lai thứ hai. Như vậy là cái clip hôm nay là xin dừng ở đây. Chúc cho các em học tốt và các em hãy đón xem cái clip tiếp theo, thì cô sẽ tiến hành dạy các cái bài tập tiếp theo. Và hãy nhớ là chia sẻ với các bạn, nếu mà bạn nào có nhu cầu thì các em hãy hướng dẫn cho các bạn đăng ký vào cái chương trình học theo sách bài tập của cô nha. Còn nếu bạn nào có nhu cầu nữa thì cô cũng có một cái chương trình nữa, đó là làm bài tập theo chuyên đề. Đối với phần làm bài tập theo chuyên đề thì cô sẽ cho những cái bài tập nhiều dạng hơn, rồi nó nếu mà ai bạn nào mà thi học sinh giỏi thì nên đăng ký thêm cái chương trình chuyên đề nữa để chúng ta học nó kỹ hơn nha.